Macadonai Vlog thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay, mình trích bài viết này từ CNN và phiên âm sang tiếng Việt. Mình làm về ẩm thực trong hotel, cho nên mình luôn tìm hiểu về những đất nước nào có nhiều nhà hàng, trong số 50 nhà hàng tốt nhất thế giới và ở bất kỳ quốc gia nào. Bạn sẽ không quá xa vời nếu bạn đoán Ý hoặc Pháp là quốc gia có nhiều nhà hàng, nằm trong 50 nhà hàng ngon nhất thế giới trong năm 2023. Nhưng không, sự khác biệt đó thuộc về Tây Ban Nha, nơi 6 nhà hàng đã giành được danh hiệu vào mùa hè 2023. Ý có 5 và Pháp có 4, Peru cũng vậy, nơi thủ đô Lima là quê hương của vị trí số 1. Tây Ban Nha có di sản ẩm thực sâu sắc, phong phú và lịch sử lâu đời hàng chục năm, với danh hiệu ngon nhất thế giới. Nhà hàng nổi tiếng El Bulli, đóng cửa vào năm 2011, đã giành được vị trí số 1. Với kỷ lục 5 lần, bắt đầu từ năm 2002 khi danh sách này ra mắt. Một số đầu bếp tại các nhà hàng Tây Ban Nha được vinh danh với giải thưởng năm 2023, nơi Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ 2, 3 và 4, cùng với 3 đầu bếp khác trong top 50, được đào tạo tại El Bulli, dưới sự chỉ đạo của Ferzan Adji, nhà tiên phong về ẩm thực phân tử, hoặc Cosina Zevangudazi, như Adji. Quá trình đào tạo và tầm ảnh hưởng của Adji đã vượt ra ngoài biên giới Tây Ban Nha. Đầu bếp Jose Enjet, người đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu ẩm thực Tây Ban Nha cho thực khách Mỹ, được đào tạo tại El Bulli trong 3 năm trước, khi hiểu lầm với Adji khiến ông phải đến New York vào năm 1991 và cuối cùng định cư ở Washington, D.C., nơi ông thành lập nhà hàng của riêng mình, trong đó có quán Ba Mini 2 sao Michelin. Enjet gần đây đã trở lại Tây Ban Nha, cùng với 3 cô con gái gốc Mỹ của mình, Carlota, In và Lugia, để tham gia loạt phim khám phá, gồm 6 phần, Jose Enjet và gia đình ở Tây Ban Nha. Trong loạt phim này, Enjet đến thăm người cố vấn và người bạn của mình, tại nơi mà ngày nay là bảo tàng El Bulli ở Joset, đồng thời anh cùng 2 cô con gái, dùng bữa tại Disfruta của Barcelona, xếp thứ 2 trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới và được vinh danh là nhà hàng tốt nhất ở Barcelona, châu Âu. Dưới đây là thông tin thêm về tất cả 6 nhà hàng ở Tây Ban Nha, được xếp hạng trong số 50 nhà hàng hàng đầu thế giới. Bàn ăn rất được ưa chuộng, vì vậy hãy lên kế hoạch trước nếu bạn định ghé thăm. Nhà hàng Disfruta ở thành phố Barcelona, quốc gia Tây Ban Nha, đứng thứ 2 trong 50 nhà hàng tốt nhất và tốt nhất thế giới ở châu Âu. Nhà hàng Disfruta, có nghĩa là thưởng thức, được điều hành bởi 3 đầu bếp đã gặp và đào tạo tại El Bulli, Mater Casat, Orion Castro và Edut Sachuk. 3 anh chàng này ở đây giống như 3 người lính ngự lâm vậy. Họ là một, vì tất cả và tất cả vì một. Và để tôi nói cho các bạn biết, 3 bộ não này làm việc cùng nhau sẽ là bất hợp pháp, Enjet nói đùa với các con gái của mình. Thực đơn nếm thử các món ăn mà nhà hàng cho biết, mang ở bản sắc địa Trung Hải rõ rệt, hiện có giá khởi điểm là 275 euro, khoảng 300 đô la Mỹ, không bao gồm nước giải khác. Có sẵn 2 thực đơn nếm thử, một thực đơn bao gồm những sáng tạo đã trở thành món ăn cổ điển của nhà hàng, chẳng hạn như món pesto nhiều tầng, với quả hồ chăn và lươn. Thực đơn thứ 2 gọi là lễ hội, bao gồm các món ăn được chế biến tùy theo 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Disfruta có 3 sao Michelin. Có một chiếc bàn ế sống ở cực kỳ đặc biệt, chiếc bàn mà Enjet và các con gái của ông rất thích. Nó có một loạt ngăn ẩn mà thực khách có thể mở ra để khám phá hàng loạt món ăn thần kỳ. Đối với Enjet, bàn ăn có rất nhiều món ngọt, từ những cánh hoa hồng với kẹo dẻo, mâm xôi, cho đến bánh trứng đường, hạnh nhân phủ sốt Yuzu Nhật Bản, cùng với những cây nở hoa kẹo bông và khói suối bọt. Thuốc lắc, đó là Enjet nói như vậy, ở thuốc lắc. Nhà hàng thợ lặn cô ở thủ đô Madrid, quốc gia Tây Ban Nha. Số 3 trong số 50 nhà hàng có đầu bếp giỏi nhất thế giới. Hành trình xuyên qua thế giới theo chủ nghĩa khoái lạc, tham lam và sáng tạo của David Muzo. Đó là cách Diverso tính phí những gì thực khách sẽ tìm thấy tại nhà hàng Madrid này, nơi thực đơn nếm thử lạ lợm bay, có giá 395 euro, khoảng 425 đô la Mỹ, không bao gồm nước giải khác. Tiêu đề của thực đơn thể hiện điều mà cha của Muzo
đã nói về ước mơ về nhà hàng của ông theo Wilson 50 Bet. Có những con lợn bay được bố trí khắp nhà hàng. Muzo táo bạo đã nắm giữ 3 sao Michelin cho Diverso, nơi phục vụ các món ăn chịu ảnh hưởng của châu Á, như tôm hùm Galicia ở thức dậy trên bãi biển ở Goa. Nhà hàng Asado Esebari tại thành phố Assondo, số 4 trong số 50 nhà hàng có đầu bếp giỏi nhất thế giới. Nấu nướng bằng lửa là đặc sản tại Esebari, nằm trong một tòa nhà bằng đá và gỗ mộc mạc ở trên đồi xứ Basque của Tây Ban Nha. Thực đơn nếm thử nhiều món, có các nguyên liệu nướng như chorizo và cá cơm muối. Ẩm thực của chủ sở hữu, kim đầu bếp Bito Azinzoni của Esebari, tập trung vào các món nướng chất lượng hàng đầu, được sử dụng các loại gỗ khác nhau như sồi hôm, chồi nho, gỗ sồi từ thùng cú, vân vân. Đồ dùng do anh tự sáng chế và một hệ thống dòng dọc khác thường cho phép anh kiểm soát quá trình nấu ăn. Hotel Michelin, công ty đã trao cho Esebari một sao. Nhà hàng Quick Da Costa, có nghĩa là bệnh mất trí nhớ. Số 20 trong số 50 nhà hàng có đầu bếp giỏi nhất thế giới. Đầu bếp Quick Da Costa chế biến các món ăn mang tính sân khấu, tiên phong của Valencia tại nhà hàng, cùng tên với 3 sao Michelin của ông. Thực đơn gần đây nhất của anh, có tựa đề Vì Tình Yêu Nghệ Thuật, gồm 4 phần, theo 50 món ngon nhất thế giới, ở một dành riêng cho khu vực địa phương của anh ấy, một dành cho biển, một dành cho truyền thống và món cuối cùng dành cho vẻ đẹp ngọt ngào. Trong số các món ăn, có món Fider trang nhã, một món mì từ Valencia, với nghệ tây, nghêu và trứng cá ngâm nước muối. Thực đơn bắt đầu từ 295 euro mỗi người, khoảng 320 đô la, không bao gồm nước giải khát. Nhà hàng Elcano tại thành phố Getaria, số 22 trong số 50 nhà hàng có đầu bếp giỏi nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1964 bởi Pedro Azegui Quá Cố, Elcano bắt đầu ở thị trấn ven biển Getaria của xứ Basque với món cá nướng nguyên con. Trong quá trình đó, Elcano đã đặt ra các tiêu chuẩn mới về món nướng, theo Wilson 50 Bet. Dưới thời con trai Aitor Azegui của Pedro, nhà hàng lần đầu tiên giành được sao Michelin vào năm 2014. Đây chắc chắn là một trong những ngôi đền ẩm thực khi nấu ăn bằng củi, trong đó ít yêu cầu phải sử dụng quá nhiều kết cấu hoặc hương vị. Michelin cho biết, việc kiểm soát toàn bộ quá trình nướng, cũng như việc lựa chọn nguyên liệu, cũng như nói thêm rằng động cơ phản lực là điều bắt buộc phải có. Nhà hàng nhấn mạnh đến hải sản tươi ngon nhất theo mùa, đặc biệt chú trọng vào các sản phẩm địa phương và bền vững. Nhà hàng phục vụ ăn uống theo kiểu gọi món, cũng như thực đơn nhiều món, giá cố định với giá 200 euro, khoảng 215 đô la Mỹ, không bao gồm nước giải khát. Nhà hàng Mugarit tại thành phố San Sebastian, số 31 trong số 50 nhà hàng có đầu bếp giỏi nhất thế giới. Một cựu sinh viên El Bulli khác, Andoni Luis Aduriz gần đây đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập nhà hàng Mugarit của mình, nằm ở biên giới, hay ở Muga ở Basque, giữa hai thị trấn xứ Basque. Một cây sồi 200 tuổi, hay còn gọi là Harizae đã được đặt tên cho nhà hàng. Hai nhà hàng Mugarit được trao sao Michelin, đóng cửa 4 tháng mỗi năm, để mang lại trải nghiệm mới cho thực khách. Phần gần đây nhất, kết thúc vào mùa thu, tập trung vào khái niệm khó hiểu với tứ đề ở những ký ức về tương lai. Trải nghiệm ăn uống được Wilson 50 Bet mô tả là một cuộc hành trình kéo dài 3 giờ, vào một thế giới đôi khi có thể không thoải mái, thường đầy cảm xúc và đôi khi hoàn toàn kỳ lạ, nhưng bạn sẽ không thể rời đi mà không bị lay động bởi nó. Thực đơn năm 2023, 253 euro hoặc khoảng 275 đô la Mỹ, bao gồm các món có mô tả như kỹ thuật, sự tương phản của thịt bò và kẹo, quả bóng gluten. Phần trích giải tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Chào, McDonald's Vlog.